好好翻一翻那错过的纪念，那些迷惘路口有你陪我流泪的夏天。时光过客，还来不及去迎合，胸口的微热总是恨不得把你守护着。 You are my pretty sunshine， 美丽的世界好好坏坏只是无谓空白。答应我那天走失了人海，一定站在最显眼路牌等着我，一定回来。 You are the pretty sunshine of my life， 等着我不要再离开。Chúc hai vị sinh trai gái cả hai đều đủ. Hai đứa thôi hả? Cậu biết đếm mà, tôi tặng cho cậu một like. Cũng tới lúc chúng ta uống rượu mừng rồi. Như vậy đi. Chai rượu này cậu định uống kiểu gì đây? Uống hết luôn. Uống hết luôn. Phải hỏi bà xã của cậu có cho cậu uống hết hay không chứ. Anh uống hết nha. Ông xã muốn uống bao nhiêu cũng được hết. Mọi người thấy chưa, họ chính là một gia đình, không còn cách nào khác. Bởi vậy bây giờ tôi vẫn một thân một mình. Một lát nữa đây, lúc tung qua cưới, cô gái nào mà bắt được qua nhất định là phải cho tôi số điện thoại đó nha. Nếu không thì cho tôi địa chỉ mail cũng được. Được rồi, hôm nay chúng ta đã được nhìn thấy anh chàng vừa đẹp trai lại vừa nhiều tiền trong một cuộc sống hiện tại, và cô gái vừa giàu có vừa xinh đẹp trong truyền thuyết. Chúng ta cùng nhau chúc phúc cho cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc, có được không? Chúc mừng. Chúc mừng. Together like the birds and bees, just imagine what could happen. Everyone knew would long be dead. What really goes on behind closed doors makes me secretly cry aloud. Tôi đã thu thập được một số thông tin ở trên mạng. Nó nói về tâm lý của trẻ em bị bỏ rơi cần được chăm sóc. Đa số các em này đều ở vùng nông thôn của Giang Tô. Tôi đến đây để khảo sát. Cả những gia đình ở đây, người lớn đều đi làm ở chỗ khác, còn con cái của họ thì ở nhà với ông bà. Mà ông bà thì bận làm ruộng nên cũng thiếu sự quan tâm chăm sóc tới các bé. Chính vì điều đó cho nên các bé cảm thấy bị thiếu tình thương của gia đình. Ở đây nhìn cũng giống như những vùng nông thôn khác. Có thể là do nhiều người đến chỗ khác để làm, cho nên vùng này mới trở nên vắng vẻ như vậy. Anh bạn nhỏ à, tên của em là gì vậy? Tại sao lại ngồi ở đây một mình vậy? Đang đợi ai hả? Em rất nhớ mẹ. Em muốn đợi mẹ. Mọi người ai cũng bắt nạt em hết. Nè em trai à, ba mẹ của em đâu rồi? Họ ở một nơi rất xa.
Vậy bây giờ em đang sống với ai vậy? Có đang ở chung với mấy bạn khác không? Này em trai à, tại sao trên người em có nhiều vết bầm vậy? Nè, đừng có chạy mà. Ngôi nhà này có lẽ là nơi tập trung của những đứa trẻ bị bỏ rơi. Thiết kế đơn sơ, có khoảng 5 em chừng 10 tuổi. Mà sao nặng dữ vậy? Xin lỗi anh, hồi nãy tôi cứ tưởng là anh là người xấu chuyên bắt nạt bọn trẻ. Người xấu? Nhìn tôi giống người xấu lắm hả? Tiểu Kỳ đâu? Dạ không biết. Nè, có phải anh nói tới cậu bé mặc quần jean, áo thun trắng, cao tầm chừng này có đúng không hả? Đúng vậy. Lúc nãy tôi có gặp em ấy đó. Tiểu Kỳ! Tiểu Kỳ! Đã tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy. Làm sao đây? Có khi nào đã xảy ra chuyện không? Còn một chỗ nữa mình chưa tìm. Em ấy thường ngồi dưới gốc cây trước cổng làng để đợi ba mẹ về. Chắc là đang ở đó đó. Đi thôi. Ở bên đó. Nè Tiểu Kỳ, sao em lại ngồi ở đây nữa vậy? Lần nào cũng để thầy phải đi tìm em, em không ngại sao? Về thôi, về với thầy. Em đang nhớ mẹ hả? Rồi mẹ sẽ về thôi. Em theo thầy về tập hát. Khi nào hát xong là mẹ sẽ về với em. Thật không thầy? Thật đó, tin thầy đi. Đợi mẹ về rồi em sẽ hát cho mẹ nghe. Đúng đó Tiểu Kỳ à, mẹ em chắc chắn sẽ rất thích nghe Tiểu Kỳ hát mà, đúng không? Đi thôi, đập tay nha.
xin lỗi nha. Vừa rồi tôi đã hiểu lầm anh. Hiểu lầm gì chứ? Đang nghĩ tôi là người xấu hả? Không sao đâu, tôi không trách cô. Cô muốn hỏi tôi chuyện gì có phải không? Tôi hơi tò mò, anh và bọn trẻ có quan hệ gì vậy? Đó là những đứa trẻ bị bỏ rơi. Vào kỳ nghỉ mỗi năm tôi đều đến đây làm bạn và chăm sóc cho chúng, còn làm thầy dạy chúng nữa. Vậy còn ba mẹ của chúng đâu? Ba mẹ của chúng thường không ở bên cạnh. Thật ra thì chúng rất cô độc và đáng thương. Những đứa lớn hơn một chút thì còn tự chăm sóc mình được, còn những đứa nhỏ thì lại giao cho ông bà. Nhưng những lúc làm ruộng cũng không ai chăm sóc, nên rất cần có ai đó chịu chăm sóc, dạy bảo. Tôi là người viết nhạc. Năm ngoái đến đây công tác thì vô tình gặp được bọn trẻ. Nhìn ánh mắt của các em, tôi thấy rõ sự khao khát tình thương. Chính điều này đã làm tôi rất cảm động. Tôi muốn làm gì đó cho chúng. Vì vậy mà kỳ nghỉ mỗi năm tôi đều đến đây để sinh hoạt với bọn trẻ. Tôi muốn dùng âm nhạc của mình, những bài hát vui tươi, để bù đắp phần nào nỗi nhớ người thân của chúng. Bây giờ những người tốt như anh càng ngày càng hiếm thấy. Tôi cũng không phải là người cao thượng đâu. Làm nhạc với bọn trẻ giúp tôi thấy vui hơn, đầu óc thư giãn bớt căng thẳng. Tôi cũng thích việc này nữa, nên suy cho cùng cả đôi bên cùng có lợi. Tôi chỉ theo đuổi những gì mình thích thôi. Đúng vậy, tôi thấy cuộc sống là phải theo đuổi ước mơ mà mình khao khát nhất. Vậy ước mơ của cô là gì? Tôi đang theo đuổi ước mơ của mình đây, là phóng viên, tìm ra sự thật và tái hiện sự thật của xã hội. Đây chính là ước mơ của tôi. Chẳng trách lúc nãy cô xem tôi là người xấu. Cho tôi tham gia có được không? Tôi cũng có thể thường xuyên đến thăm bọn trẻ mà. Đương nhiên là được rồi. Chào mừng cô đã đến với làng âm nhạc. Tôi tên là Trương Tự. Tôi tên là Hà Dĩ Mai. Cô thấy đói không? Muốn ăn gì không? Không, không đói lắm. Em có ý kiến gì không? Dạ không. Được được được, uống nhiều một chút. Hôm nay là lần đầu kết hôn, chắc chắn là chưa có kinh nghiệm. Đợi khi kết hôn lần sau thì kinh nghiệm sẽ tràn trề. Đâu không, em dâu à, anh chỉ muốn nói là nếu có kết hôn lần sau thì không biết có phải em không. Cái này thì anh không bảo đảm á nha. Anh cứ giỏi chồng người khác không à.
không à? Trong khi anh ngay cả lần đầu còn chưa có cơ hội nữa kìa. Đúng vậy, đúng lần vậy, đầu lần không đầu có. Không có. Tôi nói cho biết nghe, vừa nãy tôi nói rồi còn gì, ai bắt được qua? Người đó phải cho tôi số điện thoại. Người đẹp đó đâu rồi? Người đẹp đâu? Thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi. Mới nhắc đến người đẹp, người đẹp xuất hiện liền. Kết thúc rồi hả? Vẫn chưa đâu, đang đợi em đó. Ê nè nè, không phải tôi nhiều chuyện đâu nghe. Nhưng mà chắc chắn cô ta muốn phá đám cưới thì phải đó. Nè, tôi nói như vậy có đúng không? À không. Anh à. Mặt sên. Cảm ơn, cảm ơn. Gì vậy? Quan trọng là em hiểu là được rồi. Tôi đã từng thấy hai người uống rượu giao bôi, nhưng ba người uống giao bôi thì chưa từng thấy bao giờ. Mọi người có muốn xem không? Thôi đi, ba người làm sao uống được. Tôi biết anh muốn tham gia mà đúng không? Bốn người đi. Bốn người đi. Bốn người đúng rồi. Chuyện của người ta để về nhà nè, mà nói. Anh không hiểu sao? Anh ấy muốn uống rượu giao bôi với chị ấy đó. Đúng vậy, đúng vậy. Anh uống đi, uống đi. Nếu như tôi mà được vinh dự như vậy, tôi thề sẽ không cưới ai nữa. Biết tại sao không? Vì nếu như tôi cưới ai á thì chắc chắn sẽ làm cho người đó cảm thấy đau lòng. Thì ra là vậy hả? Thôi được, nếu như mà anh muốn như vậy á thì anh cầm ly rượu này lên và uống một mình đi nha. Được. Đúng cạn đó. Ly anh Viên. Thôi anh đã nói như vậy, muốn rượu giao bôi thì phải uống với tôi. Tôi với dĩ mai, đúng không? Ê, anh chỉ chọc ảnh thôi. Em đừng căng thẳng. Ngày này ngày vui mà. Vui cái gì hả? Hả? Mấy cái người này, hôm nay là ngày vui, cứ phá người ta hoài vậy. Được, được, được. Nhưng mà em đứt tay không như vậy là không được. Tụi anh ai cũng có tiền mừng. Sao nãy giờ anh cứ nói người ta hoài vậy hả? Anh muốn gì đúng không? Tôi không, thấy không, anh không, thể hiện rõ luôn rồi đó. Nãy giờ chúng ta nói nhiều rồi, bây giờ uống một ly nha. Thôi được rồi, cô dâu, cạn ly đi. Cạn ly. Cạn nha. Tao sẽ không về. Cạn ly. Tao nói thêm một câu nữa được không? Bạn học với nhau sẽ làm vợ chồng tốt hơn. Xét nghiệm nước tiểu và siêu vi B đều là chưa có thai. Tuy rất ít xảy ra, nhưng que thử thai vẫn có thể sai. Nhưng không sao, hai người vẫn còn trẻ mà. Tiếp tục cố gắng, nhất định sẽ có con thôi. Cái hồi nãy coi bộ khó quá ha. Bác sĩ giỏi thiệt đó. Không sao, sau này chúng ta nhất định sẽ có con. Sau này cái gì chứ? Không phải sao? Chúng ta vẫn còn trẻ, sức khỏe tốt. Chuyện có con không thành vấn đề mà. Không đúng. Chúng ta vốn dĩ đâu có quan hệ gì chứ. Bây giờ thì đã biết là lầm lẫn, không có con. Vậy sau này chúng ta nên đường ai nấy đi, cắt đứt liên lạc không phải sao? Tại sao vậy? Tại sao cái gì? Chúng ta đã gặp người lớn hai bên rồi. Em không thể không chịu trách nhiệm được. Bây giờ không có con, nhưng sau này nhất định sẽ có. Em đã đồng ý bắt đầu với anh rồi. Giờ em không thể nào đá anh như vậy được. Ai muốn đá anh chứ? Nhưng chúng ta đến với nhau là chỉ vì đứa con thôi. Nhưng bây giờ không có đứa con nữa thì chúng ta cũng... Không đúng. Chúng ta vẫn chưa quyết định là sẽ qua lại với nhau mà. Làm chóng hết cái mặt. Nè. Không có con thì càng tốt. Vậy mới có thể chứng minh anh thật lòng thích em, chứ không phải là chịu trách nhiệm. Nhà soạn nhạc à, tôi còn theo dõi Weibo làng âm nhạc của anh đó. Tin tức về những đứa trẻ mà anh chăm sóc đã thu hút rất nhiều người. Mọi người đều theo dõi sự trưởng thành của bọn trẻ. Bây giờ thì bọn trẻ rất vui. Chỉ có cô. Thực ra lần đầu tiên gặp cô ở làng âm nhạc, tôi đã nhìn thấy nỗi mất mát vô hình từ trong đôi mắt của cô. Rất giống bọn trẻ nhưng cũng rất khác. Có sao? Có lẽ là vì tôi làm phóng viên phỏng vấn mấy chuyện không vui, cho nên khó tránh khỏi ảnh hưởng. Nhưng mà cũng may, ra ngoài gặp nhiều bạn bè tôi thấy cũng rất vui, rất thoải mái. Nhiều khi cứ cố chấp sẽ làm cho ta càng lún sâu. Trái tim khi đã yêu mà không được đền đáp sẽ trở nên cô độc.
Tôi rất hiểu cảm giác đó. Cho dù được nhiều người quan tâm, nhưng cũng không bằng một ánh mắt hay một cái ôm. Cô là một người con gái tốt, nên đáng được hưởng hạnh phúc. Cho anh gặp được em. Một năm sau, cho anh tìm hiểu em, nhìn thấu em, yêu thương em. Ước mơ và sự kiên trì mà chúng mình có chung đã khiến anh vững tin và khẳng định em là người mà anh muốn tôn trọng, muốn bảo vệ và trân quý. Cho nên 3 tháng trước, anh đã chính thức cầu hôn em. Khoảnh khắc em đồng ý cho anh đeo lên tay em chiếc nhẫn cưới này, anh thấy mình là người may mắn nhất, hạnh phúc nhất trên thế gian này. Xin lỗi mọi người, tôi hơi xúc động và cũng rất hồi hộp. Thực ra anh có rất nhiều lời muốn nói với em, nhưng cho dù ngàn vạn lời cũng chỉ kết thành một câu thôi. Dĩ Mai, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Cảm ơn em bằng lòng chia sẻ cùng anh suốt quãng đời còn lại sau này. Anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc.
để gần nhau thêm một chút nữa, thân mật hơn, ngọt ngào hơn đi. Được rồi, mọi người nhìn vào ống kính đi nè. Qua đây, nhanh lên. Qua đây. Em qua liền. Nhanh. Tới đây. Tôi đếm đến ba nha. Một, hai, ba. chụp lại một lần nữa đi. Đợi chút, thêm nữa đi. Một, hai, ba. Chào luật sư Hà. Đây là kèo cưới của em gái tôi, lát nữa chia cho mọi người nha. Cảm ơn anh. Nè nè nè, ai cưới vậy hả? Sao chú rể không phải là tôi? Là Dĩ Mai đó. Dĩ Mai cưới rồi hả? Ừ. Dĩ Mai có nhắn là sẽ mời chúng ta một bữa ở Thượng Hải. Cái đó là đương nhiên hay rồi quá, quá. Ăn một bữa sao nó. Chào luật sư Duyên. Chào luật sư Hà. Chào. À, kèo cưới nè. Mỹ Đình với Tiểu Lưu đang chiến tranh đó. Cô ấy xin hoài mới vô được trường đại học, nhưng phải ra nước ngoài đào tạo 2 năm. Tiểu Lưu phải làm sao? Nè, nghe nói kết hôn rồi đó. Bao giờ thì Hướng Hằng về? Nghe nói đổi lịch trình rồi phải không? Trễ hơn một ngày hả? Vậy Mỹ Đình có đi không ta? Một bên là tương lai tươi sáng, một bên là hôn nhân hạnh phúc, thì không dễ dàng chút nào. Mỹ Đình, khi nào thì luật sư Hướng sẽ về Thượng Hải? Dạ, chiều ngày mốt. Được, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Dĩ Thâm à, dù sao Mỹ Đình cũng đã làm trợ lý cho cậu mấy năm, cậu nên quan tâm cô ta một chút chứ. Ừ, nhưng vợ tôi sẽ không thích tôi lo chuyện riêng tư của đồng nghiệp nữ đâu. Được rồi, lại vợ. Chuyện gì cậu cũng lo vợ ra hả? Lấy được vợ thì hay lắm đó hả? Lần nào cũng lấy vợ ra làm lá chắn, vợ cậu có biết hay không? Đừng sử dụng ngôn ngữ ở trên mạng nữa, nó sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của chúng ta đó. Còn nữa, anh không nói thì cậu sẽ không biết. Đại khái là vậy, ngoài ra không còn gì nữa. Xong rồi. Nếu như luật sư Hà có thời gian rảnh thì tối nay mình đi uống một ly, tiện thể bàn sâu hơn về vụ án này được không? Xin lỗi, giờ tôi quản lý nghiêm lắm, mỗi ngày tôi phải về trước 7 giờ. À, luật sư Hà lại sợ dở như vậy sao? Nhưng mà tôi lại thích tính đó đó. Tôi tin là chúng ta sẽ thắng kiện thôi. Bởi những người sợ vợ là mẫu đàn ông trách nhiệm, rất nghiêm túc trong công việc, hơn nữa rất chuyên tâm vào sự nghiệp. Tôi rất tán thành. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Càng ly càng ly. Tôi mời mà sao cái gì. Ê, luật sư Hà, sao anh không uống rượu? Tối nay không say không về đó. Xin lỗi, giờ tôi khó lắm nên không dám uống nhiều. Vợ luật sư Hà nổi tiếng là hay ghen, quản chồng chặt rồi. Ê, bị vợ quản lý chặt vậy thì ở vậy sướng hơn. Đúng đó, tôi kiếm không được bao nhiêu tiền, nhưng mà vợ tôi không có dám nói gì hết, thấy không? Người anh em à, vậy không đúng rồi. Tôi đang mong có người đến chiếm lấy á, vậy mà cũng không có. Rồi sẽ có thôi mà. Vì một tương lai có người đến chiếm lấy tôi. Cạn ly. Cạn. Không sẽ không về. Cạn ly. Cạn. Lần sau tôi nhất định sẽ mét em dâu. Cậu đã hại em ấy, làm em ấy trở thành người vợ nổi tiếng độc ác. Tự kiềm chế mình sẽ giúp gia đình yên ấm. Anh chưa có vợ nên sẽ không biết đâu. Tôi không chịu nổi nữa. Mai mốt sao tôi dám nói đùa với cậu nữa. Vợ ơi, mau đến cứu anh với. Mỹ Đình à, cô hãy nghĩ cho kỹ. Đến khi cô bằng tuổi của tôi á, muốn tìm một tình yêu chân thành thật sự sẽ rất khó đó. Luật sư Hà, phiền anh ký tên lên văn bản này. Được.
Tôi nghe nói cô định đi nước ngoài. Luật sư Hà cũng thấy tôi không nên đi hay sao? Tại sao ai cũng muốn tôi ở lại hết vậy? Tôi đã rất khó khăn để xin vào trường đó rồi mà. Với lại cũng chỉ có 2 năm. Nếu không đi thì sẽ tiếc lắm. Luật sư Hà cũng từng đợi vợ mình 7 năm mà không phải sao? Tại sao chỉ có 2 năm mà anh ấy không đợi được chứ? Nếu như không làm được, chứng tỏ anh ấy không thật lòng yêu tôi. Dạ, nếu luật sư không còn gì nữa, tôi xin phép ra ngoài. Đợi đã. Tôi không hề có ý ngăn cản cô. Theo đuổi ước mơ là quyền của mỗi người, nhưng điều này không thể chứng minh được có thật lòng hay không. Nếu muốn chứng minh tình yêu bằng thời gian, như vậy thì sẽ rất lãng phí đó. Sao em không sấy khô tóc rồi hãy đọc sách? Em đâu có biết là anh sắp về. Qua đây. Nè. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn như trẻ con vậy? Là anh muốn em nuôi tóc dài mà. Với lại, xét từ góc độ pháp luật mà nói, mái tóc dài này của em xuất hiện sau khi chúng ta kết hôn là tài sản chung của hai vợ chồng mình. Cho nên anh phải có nghĩa vụ giữ gìn và chăm sóc đó. Đâu ra lời nguyện biện như vậy? Là do luật sư Hà đích thân chỉ dạy. Đích thân chỉ dạy? Anh đây không cần cô và học sinh như em đâu. Đừng đọc sách kiểu đó, không tốt cho mắt đâu. Nhưng tóc em chưa có khô, chưa ngủ được mà. Nè, em nói nghe. Tiểu Hồng đưa cho em cuốn này, câu chuyện cũng rất hay. Nó kể về một người phụ nữ 30 tuổi. Sau khi cô ta bị dứt bỏ, đã gặp tai nạn xe bất tỉnh. Và đến khi tỉnh lại thì trở về tuổi 14. Sau đó bắt đầu cuộc sống mới. Mà cũng lạ thiệt. Nếu như anh trở về tuổi 14 thì anh sẽ làm gì? Anh có đi tìm em trước không? Vậy lúc đó em mới 13 tuổi, là trẻ vị thành niên, vừa mới tốt nghiệp tiểu học. Cũng đúng. Nhưng nếu như em được quay trở lại tuổi 14, lúc đó em nhất định sẽ thi vào cùng trường cấp 3 với anh. Sau đó sẽ giải quyết anh trước. Bà Hà, rất tiếc phải nói với bà, chồng bà sẽ không yêu sớm đâu. Nhớ không lầm thì lúc đầu anh cũng nói là sẽ không yêu khi học đại học. Kết quả thì sao? Anh vẫn bị em hạ gục đó thôi. Thua dưới tay em mà còn dám mạnh miệng nữa hả? Anh làm gì vậy? Hồi sáng anh đã, mai em còn phải đi chụp hình ngoại cảnh sớm nữa. Ê, từ lúc về nhà phòng dù em đến giờ, anh vẫn còn chưa tắm đâu. Anh đi tắm đi mà. Vậy em cởi đồ cho anh nha. Được. Nếu thực sự em có thể quay trở lại quá khứ, em vẫn muốn được quay về năm 19 tuổi. Thiệt đó.
Mình phải chụp vài tấm mới được. Sao cô lại chụp tôi? À, tôi đang chụp phong cảnh ở đây thì tự nhiên anh lại chạy vào khung hình. À, sao anh bỏ đi luôn vậy? Cô muốn chụp phong cảnh mà, trả lại không gian cho cô đó. Nè, được rồi. Nè, nè khoan đã. À, tôi thừa nhận là đã chụp lén anh. Cô đi theo tôi làm gì? Anh còn chưa nói anh tên gì, học khoa nào mà. Tại sao tôi phải nói chứ? Nếu không thì sao tôi trả hình cho anh được? Không cần đâu. Ồ, vậy thì tôi đành phải rửa hình ra rồi đem đi hỏi khắp trường. Cô đứng lại đó. Sao rồi hả? Sợ tôi không tìm được anh sao? Tuy trường đông người nhưng nếu cố gắng nhất định sẽ tìm được. Cứ đi hỏi từng người thì sẽ tìm ra anh thôi. Hà Dĩ Thâm, năm 2, khoa luật quốc tế. Nè, đợi tôi nha. Nhất định tôi sẽ gửi hình cho anh. Cô gái kia, định theo tôi tới khi nào? Đến khi anh phát hiện ra tôi. Nè anh gì đó ơi, bộ anh không nhớ tôi hay sao hả? Người học luật có trí nhớ rất tốt không phải sao? Khả năng ghi nhớ có hạn, không nên lãng phí vào những chuyện không cần. Được rồi, tôi tin anh học luật rồi. Hẹn chi nghiêm túc dễ sợ. Nè, tôi đến để thực hiện lời hứa của mình. Gửi hình lại cho anh nè, coi đi. Hình rất đẹp đúng không? Đây là lần đầu tôi xử lý ánh sáng tốt như vậy đó. Anh có nhìn thấy ánh mặt trời đang xuyên qua tán lá không? Rất là đẹp, đúng không? Thôi được, tôi nhận rồi. Cảm ơn. Nè, anh nói nhận hình rồi cảm ơn là sao chứ? Giữ luôn không trả lại cho tôi hả? Trả lại cho cô. Đương nhiên rồi, hình là do tôi chụp mà. Không lẽ anh muốn giữ nó hả? Nè cô gái, cô có chắc là cô muốn tranh cãi về quyền sở hữu với một sinh viên năm 2 của khoa luật không vậy? À, anh có ý gì vậy? Hình này là do tôi. Cảm ơn. Sao tự nhiên thành của anh vậy? Nè, hay là mời tôi ăn cơm đi. Nè, mời một bữa cũng được mà. Tôi rửa hình cho anh cũng tốn tiền chứ bộ. Chà, lâu rồi không gặp, đàn anh ha. Wow, đúng là trùng hợp thiệt. Chúng ta không học cùng khoa nên cô không cần gọi tôi là đàn anh. À, đúng. Vậy gọi anh là gì đây? Ê, gọi là Hà Dĩ Thâm nha. Không được. Gọi Hà Dĩ Thâm là gọi cả họ tên rồi. Như vậy thì thất lễ quá. Hơn nữa sẽ không làm anh nhớ chuyện anh còn nợ tôi bữa cơm sườn xào chua ngọt. À, tôi biết rồi. Tôi sẽ gọi anh là Dĩ Thâm. Tôi nghĩ là chúng ta không thân nhau tới mức đó đâu. Nè Dĩ Thâm, anh vẫn chưa biết tên tôi có đúng không? Tôi là Triệu Mặc Sên. Triệu chính là họ của tôi. Mặc là chữ mặc trong Trầm Mặc, Sên là một loại nhạc cụ. Tên tôi còn có sự tích nữa đó. Nó xuất xứ từ thơ của Từ Chí Ma. Lặng thầm là Khúc Tiêu Biệt Ly, Trầm Mặc là Khang Kiều Đêm Nay. Rất dễ nhớ đúng không? Tôi biết mà. Hả? Cô có viết ở đằng sau tấm hình đó. Ờ, đúng rồi ha. Có vậy mà tôi cũng quên mất. Nếu như tôi mời cô sườn xào chua ngọt thì cô sẽ tha tội cho tôi chứ? Nhưng tôi có làm gì anh đâu. Tôi đi theo anh chỉ vì món sườn xào chua ngọt của nhà ăn số 3 thôi mà. Vậy nghĩa là ngày hôm qua cô theo tôi vì món thịt, còn hôm kia thì đi theo vì món cá hấp phải không? Tuyệt
Dê, anh Hà thực sự là quá giỏi. Không hổ danh là sinh viên khoa luật, khả năng suy luận là số 1. Cảm ơn cô nha. Khả năng phá án của tôi cũng không tồi. Hôm kia chính là thứ tư, thì nhà ăn số 3 chắc chắn sẽ không nấu món cá hấp. Ủa, vậy hả? Thì thôi. Anh đi đâu vậy? Để tôi với. Tôi đã suy nghĩ rồi. Nếu như 3 năm sau cô là bạn gái của tôi, vậy sao bây giờ tôi không sớm sử dụng quyền lợi đó của mình? Được rồi, đi thôi. Xương xào chua ngọt nha. Cuối cùng mình cũng có một chút cảm giác chân thực rồi. Mình thực sự là bạn gái của Hà Dĩ Thâm.轻轻放开了手，低头沉默，安静的嘶吼。分开不过是眼泪，暂时停留在我的眼眸。从今后你的难过不再有我，是否忘记我？ 再一万次你回过头，你会发现还有我。陌生的问句总是来不及代替我的不安着急。这一场游戏，没有人犹豫，伤我绰绰有余。 等待最后一眼，最后一遍，最后一天，最后一点，滴滴答答，消失的时间。最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这渐渐的告别。 沿海岸线终结，最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这渐渐的告别，沿海岸线。 终结，这渐渐的告别，沿海岸线终结。